một bạn tên là Hưng Nguyễn hoặc là Hùng Nguyễn gì đấy, có hỏi tôi là em mua nhà đường đâm, những đường nội bộ trong khu đô thị và đường ngắn, xin hỏi thầy có làm sao không ạ? À, về vấn đề mà đường đâm mà nói thì như tôi có chia sẻ với anh chị em là đường đâm nó có nhiều trường hợp lắm, và đường đâm về mặt bản chất mà phân tích ra là cái xu hướng là năng lượng nó vào đột ngột nhiều quá. Năng lượng ví dụ như là chúng ta ăn uống bình thường thôi, thì chúng ta ví dụ ngày ăn 1-2 bát cơm đối với một cái cơ thể người bình thường thì hấp thụ rất là tốt, không có gì là nó có vấn đề cả. Nhưng mà cái đường đâm nó giống như là một người bình thường mà ăn đến 4-5 bát cơm, thậm chí đường đâm mạnh quá, ngay năng lượng nhiều quá ăn đến 10 bát cơm thì bụng làm sao chứa được. Thành ra là câu chuyện con đường này với ngôi nhà thì chúng ta cũng phải xem cái tương quan giữa ngôi nhà và con đường như thế nào, rồi xem cái độ dài ngắn của con đường như thế nào đối với ngôi nhà. Thậm chí cầu kỳ hơn, đỉnh cao hơn là còn phải xem tướng mạo, rồi thì tính cách cá tính của cái gia chủ đấy nó như thế nào, nó có hợp với ngôi nhà đấy không. Ngôi nhà nó nhiều năng lượng quá thì cái người nào nó phải tử tế nhân hậu tí nữa ở trong những ngôi nhà đấy. Thì còn mấy ông ba bị gì được thì chọc giận, thì đôi khi ở những cái ngôi nhà đấy ở thời gian nó lại có vấn đề, hoặc là chưa ở thì nó đã gặp tai họa nó kia mà không được ngôi nhà đó. Thì nói sâu tí về cái vấn đề và câu hỏi của bạn nói hỏi về cái đường nội bộ trong khu đô thị. Thế ra đường nội bộ trong khu đô thị mà nó ngắn thôi thì nó cũng có thể chấp nhận được. Ví dụ đường nó khoảng cách giữa ngôi nhà của bạn và so với con đường này nó không quá nhiều, nó khoảng 2-3, ví dụ con đường nó ngắn khoảng 20-30 mét chẳng hạn, mà lưu lượng giao thông nó cũng không đáng kể. Còn ví dụ như là đường đấy mà lại cấm ô tô thì có xe máy thì càng tuyệt. Đấy. Ngoài ra có một số những cách cục, ví dụ như là ngôi nhà đường đâm nhưng mà đường đâm một bên nó là dãy nhà, nhưng mà dãy nhà bên kia thì nó lại là công viên, thì những ngôi nhà này lại là những cái ngôi nhà này là những cái ngôi nhà tốt. Vì sao? Là bởi vì là những cái trường hợp đấy thì ngôi cái con đường này nó không bị hai dãy nhà hai bên nó làm những cái sức nén khí nó mạnh nữa, thì nhà theo tôi nó lại là tốt, nó không phải là xấu. Đấy, ví dụ những cái trường hợp như này. Đây, ví dụ ngôi nhà tại nhà như này, nó có một cái công viên vuông hoặc là vườn hoa trước mặt. Đấy. Nó cách chỉ có 2-3 ngôi nhà, nó ngắn khoảng 20-30 mét. Những cái ngôi nhà mà có quý vị thấy có cái đường đâm như này ở ngôi nhà. Đấy, quý vị thấy không? Thì những cái ngôi nhà mà như này cá nhân tôi thấy là rất là phát. Những cái trường hợp điển hình, ví dụ tôi đi vào Siêu Cha, có anh chị em mà hỏi là bảo Siêu Cha ngôi nhà này có vấn đề gì không, tôi bảo nhà ngôi này thậm chí cực phát, thì loanh quanh hỏi dần đấy để biết là chủ nhà đây mua xong ngôi nhà đấy thì ăn nên làm ra và chuẩn bị để mua đấy biệt thự, ví dụ thế. Nó là một trong những cái trường hợp mà tôi thấy khá là điển hình. Và ngoài ra còn chiều đường đi như thế nào đó cũng quan trọng, thì đấy là những cái mà tôi chia sẻ với anh chị em nha. Có những cái chiều đường đi mà đôi khi là trong khu đô thị người ta bắt đi vòng tường này lại hoặc là vòng tường này khác thì nó cũng sẽ khác nhau. Thế thì cái này thì sơ qua với anh chị em biết, mà trong những cái trường hợp cụ thể thì nên có cụ thể hóa hơn thì sẽ có những cái lời tư vấn xác đáng hơn.